Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm mấy cái clip về review cái con tướng Quan Vũ này. Thì mình là một người khá là đam mê về bộ môn Lego và Tam Quốc. Thì hôm nay mình sẽ làm những cái clip để review cái con tướng hot trong game là con tướng Quan Vũ. Nếu mà anh em mà muốn mua cái bộ Lego này giống mình ấy thì mình sẽ để link ở bên dưới cho anh em nhé. Cái con này vào tầm khoảng 35.000 anh em. Con mini này. Đó. Có cả thanh long yển vượt đao đó. Mình rất là đam mê cái bộ môn Lego này rồi, nhưng mà trong game thì mình sẽ nói cho anh em biết là cái sự lợi hại của con tướng Quan Vũ này là như nào nhá. Ok, mình sẽ để nó ở bên dưới này đấy, toàn là mua Lego về để trưng bày cho anh em. Ok, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là con tướng Quan Vũ này xem là nó có ưu điểm nhược điểm gì nhá. Chào mừng đến với shop Danh Vọng. Ở đây thì mình không có sẵn Quan Vũ bởi vì nick mình không chơi. Ok, đây con tướng Quan Vũ đây, đây hôm nay đang có tướng hot là cái đây. Ok, thì ở đây thì mình sẽ đọc qua trước với cái con Quan Vũ. Quan Vũ tự xưng là Vân Trường, người giải lương, cao 9 thước, mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tầm, râu hài 2 thước, giống kiểu như là Từ Hải trong truyện Kiều của Nguyễn Du mình ấy, một người cao to đen hơi. Đây, trong trận Xích Bích có công đánh bại Tào Nhân, ngăn cản định quân Tào Tháo, được Lưu Bị bổ nhiệm làm thái thú Tương Dương. Ông là một trong ngũ hổ tướng của Thục Hán. Ngũ hổ tướng thì có 5 người. Đó, đây là Quan Vũ nha các bạn ơi. Ok, Quan Vũ thì mình sẽ nói qua về những cái phần thiên phú của Quan Vũ nha. Khi Quan Vũ lên đến cộng 6 này thì anh nhạc sẽ có phần trăm HP bản thân cao hơn mục tiêu, sát thương gây cho chúng ta 20%. Tức là khi mà Quan Vũ có chỉ số máu cao hơn mục tiêu tấn công thì Quan Vũ sẽ được tăng 20% sát thương, một cái phần tăng rất là nhiều luôn. Ok, cứ lên đến cộng 8 này. Sau khi nội công kèm một lần đánh thường gây cho kẻ địch lần tấn công xanh cao nhất bằng 96% sát thương. Tức là khi mà con Vũ nội thì sẽ được đánh thêm một lần đánh thường với tỷ lệ tấn công là từ một tỷ lệ đam sẽ là 96%. Đó. Tấn công cộng thêm thì không cộng nội, tức là đánh thêm cho địch nhưng mà không được cộng nội cho địch đâu nhé. Diệt kẻ địch sẽ được cộng sẽ được hồi phục 20% HP, đồng thời tăng 20% sát thương duy trì đến khi kết thúc trận đấu. Đó là một cái đặc điểm cũng khá hay khi mà con Vũ lên được cộng 10. Đó, anh em thấy chưa? Khi con Vũ lên cộng 10 nhá. Khi mà con Vũ giết được một cái địch sẽ được tăng 20% công và 20% HP hồi lại. Rất là hay. Nhưng mà phải diệt được địch nhá, không diệt được địch thì không được. Ok. Giác tỉnh này. Giác tỉnh thì sẽ là giác tỉnh làm sao lên chân con Vũ thì sẽ được là gì? Khi số lượng võ tướng nhiều hơn tướng địch sát thương gây cho mục tiêu tăng 40%. Tức là anh em phải cần một cái đội hình cần phải nhiều tướng một chút thì mới mới, mới có được cái phần thiên phú này. Tăng 40% sát thương rất cao luôn. Vừa phần trăm HP cao này. Vừa phần trăm của mà đông quân hơn thì sẽ gọi là lấy thịt đè người đó thì sẽ được thêm 40% nhá. Đây khi mà lên kim này, số số người sống sót phép địch dưới 3 người vĩnh viễn tăng 25% miễn sát thương, 20% sát thương. Tức là nếu mà địch mà ít thì khi mà sống sót thì khả năng là khi mà diệt được hết rồi sống sót dưới 3 người thì sẽ được tăng thêm 25% miễn sát thương. Một cái thiên phú khá là hay của Quan Vũ đây khi mà anh ta lên được kim đó. Đấy, mình sẽ cần phải diệt được địch này. Khi mà có dưới 3 người thì sẽ được tăng 25%. Nói chung là Quan Vũ là một tướng đánh đơn sát thương mọi người ạ. Đây nha. Khi đi ông này sẽ tăng thêm là 100% khóa phong ấn này. À, khóa mình nhầm nó khóa kỹ năng, thế là
mặc dù là bên địch có nộ đầy nhưng mà không được tung kỹ năng, không được tung kỹ năng độ nhá mọi người nhá, lưu ý này. Con Vũ là một tướng đánh áp chế, đánh đơn mục tiêu, cho nên là sẽ một tướng địch này, cho nên là sẽ được sử dụng trong những cái lúc mà lúc đoạn đầu game chẳng hạn, thì là một tướng dùng đánh để đi PK. Theo mình là thành tướng là đến đi PK. Khi mà đi ải thì mình không đánh giá cao là cái con tướng Quan Vũ này cho lắm. Con Vũ này sẽ cần phải đi đánh PK nhiều hơn, bởi vì họ sẽ khóa cái phần áp chế của Quan Vũ. Con Vũ khi mà cái khắc tinh ngược lại của Quan Vũ sẽ là cái con Chu Du. Chu Du khi lên cộng 12 thì nó sẽ là một cái kéo cái miễn khóa kỹ năng. Cho nên là anh em nếu mà chơi đến tầm tầm cộng 12 rồi thì nên chuyển qua khác. Bởi vì con Vũ này sẽ không làm gì được con Chu Du cả. Còn nếu mà anh em mà muốn cứ chơi hot ấy, thì cứ chơi thôi, không vấn đề gì. Ok, mình sẽ đi xem là phần này có ai chơi con Vũ không nhé. Cho anh em xem cái kỹ năng của con Vũ. À đây có con Vũ rồi. Ok, đánh thử 74 triệu. Mọi người cùng xem là cái con Vũ như nào nhé. Đây con Vũ đấy các bạn ạ. Ở đây con Vũ này lên chân rồi nha các bạn ơi. Đó. Đấy khóa được cái phong vấn của con Vũ Cát mình. Bây giờ Vũ Cát mình không nộ được rồi. Bình cái bùi rất đều luôn. Con nào có được lên chân hết. Về đội hình thục thì về late game thì về cuối game thì mình không đánh giá cao cho nó, bởi vì là cái độ PK nó hơi yếu. Xem con Vũ không được nộ lên lần nữa rồi. Các bạn thấy không, khóa khóa của Vũ Cát mình khóa 2 hiệp liền, rất là khủng luôn. Rồi lại khóa tiếp rồi đấy, nó cứ khóa liên tục thôi, cho nên là đấy là ưu điểm của cái con Vũ này. Chỉ có Chu Du là được miễn khóa hoàn toàn nhé các bạn nhé. Chỉ có Chu Du lên chân, à là lên cộng 12, lên cộng 12 sẽ được miễn khóa. Ok. Đây mất tới tận 5 lượt mới đánh được con Vũ. Mình xem top xem là có ai dùng con Vũ để cuối không nhá. Ồ, mà sao bạn đâu nhỉ? À đây, mà sao bạn tầm này như không lấy ai chơi quan vũ nữa rồi. Đấy chứ, nên mình mà mình đứng thứ 8 à. Xong thứ 8 của server là cho toàn chơi toàn chơi chơi ấy thôi, chơi quần này các bạn ạ. Đây các bạn thấy chưa, tầm này toàn chơi quần thôi, không ai chơi thục nữa rồi. Tìm một cái à, cái thuộc này à, ngô à, à đi các bạn nhìn nhá, thì cái mình sẽ nói qua con Chu Du đây. Chu Du khi lên cộng 12 thì sẽ được miễn cái đây, miễn dịch khóa kỹ năng này. Chu Du đây, Chu Du khi lên cộng 12 các nhau, cho nên là con Chu Du sẽ khắc chế rất mạnh con Vũ luôn, con Vũ không làm gì được con Chu Du này luôn. Đó là cái nhược điểm của con Vũ. Không ai chơi
Trời ơi, không ai chơi luôn, để cho các bạn xem cái mỗi chiều mỗi sớm lại. Không ai chơi con vũ à? Đây, về đoạn cuối game này hầu hết là không ai chơi con vũ nữa rồi. Về âm lục, ai có thể thắng ta? Cứ nghĩ đến việc được gặp ấy. À đây, con vũ đấy các bạn ơi. Kẻ tầm thường. À, đây, nhầm. Thánh nhân tự biết mình. Đây, ở đây thì con vũ này nó lên được chân rồi, đây là cái hình tượng của con vũ khi nào lên chân này. Đó. Các bạn thấy chưa? Đây mình đã nói qua nhé. Thì theo mình ấy thì con quan vũ này thì nó sẽ là dùng cái túi gấm và tăng HP. Bởi vì là cái thiên phú mà khi đó mình phân tích ấy, thì con quan vũ này phần trăm HP cao hơn thì sẽ được tăng đam lên mà. Cho nên là mình sẽ dùng cái túi gấm HP này này. Dùng cái túi gấm HP này. Đây, dùng túi gấm minh sát tư hào này đấy, thì nó sẽ được tăng phần trăm HP. Nếu các bạn mà chưa có cái này thì các bạn có thể lên cấp 110, làm nhiệm vụ 30 ngày sẽ được 20 mảnh để lấy cái này. Còn về cái binh phù dành cho quân vũ ấy thì theo mình là dùng cái vật công năng này thôi. Đây, bởi vì con vũ đánh vật lý mà, thì mình sẽ trang bị cho nó cái bạch mã nghĩa tùng. Nếu như các bạn đã xác định theo con vũ là sẽ là đam chính thì mình sẽ dùng cái bạch mã nghĩa tùng này. Đó, à, mình sẽ đi đây kiếm một con vũ không ai bưng hot lên, không ai bưng lên hot này. Không thể nào gặp cướp được vị tiểu anh hùng này. Lần trước không báo cho anh kịp, để ta đến lén vậy. Bà bố đáng yêu, ta tới rồi. Không ai chơi cả. Có người đánh ta sao? Nếu không có, lát nữa ta lại đến hỏi. Thanh thiên bạch nhược. Toàn là nữ bố luôn. Gần như là 90%. Có người đánh ta sao? Nếu... Ây da, vị tiểu anh hùng này. Bà bố đáng yêu, ta tới. Ây da, vị tiểu anh hùng này. Không có. Gần như là không có. Ok, mình sẽ xong rồi xem đây vậy. Đó. Về cái pet thì theo mình dùng lên con vũ này là nên dùng cái con pet panda. Bởi vì là cái phần trăm tấn công của con vũ rất cao rồi, các bạn nên dùng con panda để nó sẽ hỗ trợ cái phần trăm thủ cho con vũ. Đây, chắc mình nên dùng con panda bởi vì nó có phần trăm giảm sát thương dành cho con vũ, bởi vì nó là tướng công rất mạnh rồi, nên là cần một cái con pet để nó hỗ trợ thủ, nếu không thì sẽ không trụ được. Đó, các bạn nhìn thấy xem, nên dùng con panda. Thế nên là trong mình ok, túi gấm có rồi, binh phù có rồi, pet có rồi. Đó, thì các bạn nghĩ thế nào về cái việc mình bui con vũ như thế? Thì có gì comment cho mình ở bên dưới video nhé. Ok. Tiếp sau đây mình sẽ làm một clip review về những con khác. Thì các bạn cho mình xin sub kênh ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video rất nhiều. Làm video mãi nhưng mà nói vẫn chưa được trơn tru. Có gì các bạn thông cảm nhé. Bye bye.